Ngày 1 tháng Giêng năm 1955, lễ duyệt binh mừng chiến thắng đã được tổ chức tại Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lần đầu tiên sau 9 năm kháng chiến, nhân dân Hà Nội vừa được giải phóng đã được tận mắt nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo chính phủ và Đảng Lao động Việt Nam. Những bước chân trong hàng quân long trọng và hân hoan đã kết thúc một chặng đường dài đầy gian khổ của quân đội nhân dân Việt Nam. Chặng đường của những chiến công hiển hách, những quyết định sáng suốt và thắng lợi, vượt qua đèo cao, rừng sâu, vượt qua suối sông đầy thác lũ, vượt qua bao gian khổ hy sinh, nhân dân Việt Nam đang vững bước đi trên con đường hòa bình, hạnh phúc và thắng lợi. Đây là quân đội sinh ra trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam, quân đội của hòa bình. Armia Ira. Trong cuộc diễu hành của những người lao động, có giai cấp công nhân Việt Nam quang vinh được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh chống áp bức. Có những người nông dân xuất thân từ những làng quê Việt Nam vừa được giải phóng. Có những người con đại diện cho các dân tộc anh em sinh sống trên đất nước Việt Nam. Đã qua rồi những năm tháng phải sống riêng xiết dưới ách thực dân, những năm tháng dưới họng súng quân xâm lược, những năm tháng chiến đấu với niềm tin vào ngày giải phóng tươi sáng. Nhân dân hân hoan vui mừng trong ngày nắng đẹp ấm áp. Hân hoan như họ không thể quên được quá khứ khi họa xâm lăng ập xuống mảnh đất thân yêu. Khi ngọn lửa bom napalm Mỹ thiêu trụi xóm làng, khi bánh xích xe tăng thực dân giày xéo trên đất nước, những mái nhà tranh của người dân không gì bảo vệ đã bị thiêu cháy. Cả đất nước Việt Nam cũng rực cháy. Sự kiện bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Hành động đầu tiên của quân xâm lược là đánh chiếm thành phố Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân non trẻ. Chúng lùa dân nước vào song sắt. Nhưng chính chúng, dù có lẩn trốn ở đâu trong các lô cốt kiên cố hay được bảo vệ sau hàng rào dây thép gai, thì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của cả một dân tộc anh hùng không bao giờ chịu khuất phục. Hàng rào dây thép gai, lô cốt bê tông đã trở thành biểu tượng của chính quyền thực dân. Cùng với bè lũ tay sai của chúng là bọn địa chủ cường hào gian ác đã gây cho người nông dân Việt Nam biết bao nhiêu nỗi thống khổ trên mảnh đất của họ, trói buộc họ từ thế hệ cha đến thế hệ con.
với ách nô lệ thực dân, không chỉ đất đai, nguồn nước và tất cả nguồn tài nguyên khác đều thuộc về bọn địa chủ phong kiến, mà ngay cả cuộc sống sinh tử của các bần cố nông Việt Nam cùng gia đình họ cũng bị lệ thuộc vào chúng. Dường như cả ánh thái dương, cả bầu trời trong xanh, thậm chí cả những cánh cỏ trắng trao lượn trên những cánh đồng lúa cũng là của chúng. Bọn thực dân và địa chủ cường hào, lô cốt và dây thép gai. Đông Dương, 80 năm trước, thực dân Pháp đã chiếm đóng miền đất giàu có của Đông Nam châu Á này. Bán đảo Đông Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhân dân ba nước Đông Dương luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phía Bắc Việt Nam giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phía Đông và Tây là vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Dân số Việt Nam 23 triệu người. Dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời. Những di tích này đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh nhân dân giành độc lập. Những di khảo cổ này là những biên niên sử ghi lại công trạng hiển hách của các anh hùng dân tộc, những người đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa, chống ngoại xâm và xây dựng quê hương. Trên những kiến trúc từ xa xưa còn lưu giữ được các họa tiết, tượng hình tinh xảo thể hiện chiều sâu của một nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội có trên 80 tấm bia đá. Người ta đã khắc tên của những người đỗ đạt các học vị cao trong những kỳ thi từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, được lưu giữ từ đời này sang đời khác. Người nông dân Việt Nam lao động cần cù nhẫn nại trên cánh đồng. Họ bỏ bao công sức gieo mạ cây lúa, làm cỏ, chăm bón cho từng cây lúa để có mùa màng.